này bỏ qua bữa sau nó cẳng mặt lại giải ngon ngon lành. Ngày mai là xả ba cái. Đánh hồi không có đường ra không ta? Ở bên kia chắc tôi chưa kéo không? Bên kia chưa kéo. Là anh đi này là đi với chính chơi hả? Ừ. Như có bà con không ta? Này cũng dễ, cũng dễ. Thì chứ gặp ông rồi nha, không nhớ ông. Kêu theo dòm chơi nè. Đến đầu tư máy này hả gì vậy? Nó kêu thông mà cứ chạy dưới đó mà làm biết cái mẹ lên
này chắc không ai kêu quên mốt khỏi xạ luôn này chắc còn khó nữa cái gì nữa. Các bạn nghe phải nhớ cái đường nước chẳng... nó là Đồng Tháp là nó quất nàng sơ là nó giọt à. Ừ, nó có bằng dưới gì nó dạt mấy cái đầu cho nó bằng mấy cái đầu thôi, nó phá mấy đầu bằng phá mấy cái đầu chơi sơ sơ rồi là nó lấy chạc đường ngang 6 mét kéo được phà mà chạy đâu ra nhỏ vậy chạy được phà kia luôn á. Thả bằng là quan chân cái con quay ngang kéo đường nước rồi có lợi dòng công 40 làm lụ mãi đây là mình thấy là nó ăn cũng như ăn cướp ra không 40 ngàn thì nó làm chưa quá một tiếng hồ là 20 không 40 ngàn rồi. Ai rồi nên tiếng hồ cũng như kéo đường nước luôn tiếng hồ đó 20 không á. Tính ngày làm biết bao nhiêu tiền không đất này chảy khuôn 4 công 7 công mười mấy 20 công đó mà người có 4 công 7 công thì nhiều anh có công 5 công 4 công thì nhiều 20 mấy công thì mỗi thì nhiều chạy tàu ơi chạy gì đó mau ăn ghê luôn từ hồi sáng giờ mà tôi xuống đây ha dạ kính nó làm chỉ có bao nhiêu đây ha chứ nếu mà nó cái vàng này bứt rồi nè cái hàng nó xuống là vàng này bứt hết trơn chạy như đây nó chạy 2 máy là từ sáng giờ đâu còn tới cây chạy được điện nữa luôn anh lớn chạy làm tỷ nó chạy về biết nhà có như vậy chạy cái này thằng mà ham biết chạy chập chững cũng chạy cũng được mình thắng được lắm kiếm được ghê quá phải. Mà nó không phải chạy tầng dài vậy nó chạy tầng ngắn mà tầng viêm thôi mà bắt chặt nghĩ ra chặt nghĩ ra anh viêm thế đấy chạy nữa chạy đủ đai gần trên chín và mỗi lần anh là gặp gần cánh ha. Anh là anh thấy con của bà hai gì ở đằng cầu Đào Kinh không? Dạ. Phải rồi có bà bác cái bà già đó đó xuống làm nó bà thương lắm á. Đó chị hai rồi bà già rồi xuống có xuống lại thăm bà. Bà thương lắm, thằng cái luôn á, chỉ